Xin chào bác Sinh nhá. Vâng, xin chào các bạn nhá. Hôm nay bác lại làm vườn nhà bác. Đây, hôm nay ở nhà. Hôm nay thấy nó báo âm u rồi. Hôm nay tôi làm cái cây xanh này cho nó gọn đi. Cây xanh này của bác hay phết nhở? Chơi dòng cây nhỏ thôi. Ban công sân thượng trước này để nó rất hợp lý. Như cây gốc của bác là có 3 cây sao đấy? 3 cây đấy. 3 cây trồng sát bó vào nhau. Như cảm giác như là kiểu đan chạc nhỉ? Đấy, 3 cây nó chéo vào nhau. Cây xanh này lá nhỏ lắm. Dòng xanh lá rất nhỏ, xanh quê lá nhỏ lắm. Tôi để vào 3 cái. Mà cái gốc cái rễ của nó rất là đặc biệt nhỉ? Đấy, bệt vào nhau hết rồi. Và cuốn quanh 3 cái. Đầu tiên là cái chum này. Chum nhưng mà không nhìn dưới phần dưới được. Nó là cái chum con này, cái u đấy. Xong đến là cái chõ. Xong đến là cái chõ đồ xôi. À, và cuối cùng là cái chậu. Cái đặt tên cho cái cây xanh này là cây xanh ba chờ. Ba chờ nhẹ. Ba chờ nhẹ tức là thế nào? Tức là nó cuốn vào 3 cái chum này, chõ này và chậu. Cây xanh ba chờ nhẹ. Cái gì mình gọi là ba vần CH. Chum, đầu tiên là chum, xong đến chõ, xong đến chậu, đều là phần CH. Thế ai gọi cây xanh ba vần chờ? Ba vần CH mới gọi là cây xanh ba chờ. Xanh nào là xanh ba chờ? Đấy, cắt nó tròn tròn tán chỉnh trong cái rồi vật lá. Cây này lá rất bé đây này. Lá xanh quê nhưng bé lắm. Đây này. Sau này nó cô lại nó còn bé nữa cơ. Mà lá rất đẹp, rất phẳng lá này. Răm ngắn. Đấy, tôi chọn giống xanh này là chơi là rất đẹp. Lá nó ngắn, răm nó ngắn, đốt ngắn. Mà rất là nhỏ, đều lá. Đấy là cái ưu điểm của nó. Sở dĩ tôi chọn để chơi là như vậy. Đấy, bây giờ mình cứ cắt phần nào mà nó đói thì mình không cắt, để nuôi tiếp, để cho tán nó tròn. Còn phần nào mà nó dày rồi thì mình cắt bỏ đi. Nó đầy thì mình cắt bỏ đi. Nghĩa là tạo được cái tán cho nó tròn tròn. Được vừa to quá đẹp. Bác có cái cây sung này, bác cắt bỏ ngọn với lá của nó đi, nhìn thấy đâu có quả không nhỉ? Lại làm được bữa dưa rồi bác ạ.
Thế này sắp xong rồi bác nhỉ? Sắp xong rồi. Tháo bỏ mấy cái dây này. Đây, ngồi thấp xuống đây, quay cái này. Đây nhá. Đây, ví dụ như này. Đây này. Đây là ba gốc này. Đây là gốc thứ nhất. Đấy, đây là cây thứ hai bên này. Đây, một cây, hai cây này. Thế còn bên này nó là cây số 3. Đây. Đây, bên này nhìn rõ nhất này, 1, 2, 3. Nó tết vào nhau như là một cái tiết chạc ấy. Thế bây giờ ba cái này nó gần với nhau là một rồi, nó liền rồi. Đây. Thế thì nếu mà đứng ở góc này nhìn nhá, thì đây này. Nó giống người, em hạ thấp xuống máy quay trở lên, nó giống người phụ nữ không? Giống một người thôi, không căn cứ gì phụ nữ cả. Là đang gánh lộc về nhà đây, hai vai này. Đây này, một tay bên này, một vai bên này. Đấy. Thế còn một thân cây xanh đưa lên làm ngọn, thân chủ ở giữa chính là cái cây bên này. Đây, chính là cây bên này. Đấy. Thế thì là có phải là một cây, một người nhấc nhấc không đặng không? Ba người nhấc nhấc lên đặng không? Tức là biết đồng sức, biết đồng lòng. Việc gì khó cũng làm lên. Đấy là ba cây chung, ba người chung tay chung sức. Hoặc là một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao. Đấy. Và dưới này cũng thế này. Đầu tiên là cái chậu. Sau đến cái chõ. Cái chõ đồ xuôi mọi ngày mà dưới cái đấy, chặn đáy chõ nó có 5 cái nỗ ấy. Sau đến cái chum. Thế thì có phải là chậu, chõ và chum không? Là ba, cũng là ba đồ vật được đặt vào nhau để tạo nên ngọn núi cao. Và đều là ba cái vật dụng này, đều tên của nó là đều là chữ CH. Tức là chum, chõ, chậu. Đấy, ý tưởng của tôi là xây dựng một cái cây như thế. Cái gì cũng ba hết. Và trên này là ba tán thôi. Tán một tay bên này, tán một tay bên này. Và tán giữa lên làm quả phúc. Đấy. Thế gọi là cây xanh ba ba. Đấy. Ừ, cây xanh ba ba. Ý tưởng của tôi chơi là cây nó nhẹ nhàng như này thôi. Đấy. Đấy. Có thể em chụp cái ảnh đây. Tay lên thôi. Rồi, từ đã nha, từ làm một kiểu nữa này. Rồi. Đấy, quay từ trên xuống dưới thấy tán nó tròn thì quay cái xong rồi tắt máy. Quay từ trên cao xuống rồi. Đấy, bây giờ tôi chỉnh chốt cái tán cho nó tròn đấy là xong. Cái dưới gầm này sạch sẽ rồi. Chung chó chậu ba cây đấy. Đấy là tác phẩm chơi cây nhỏ nhỏ. Một người bê cũng hơi đầm tay đấy. Một người bê hơi đầm tay. Đấy là vui với các bác một cây xanh chia sẻ nhỏ nhỏ thế thôi. Bây giờ cơn nó mưa to quá rồi, chắc là không làm được nữa. Chào thôi. Tôi nghỉ thôi bác ơi. Xin chào bác nhá. Rồi, xin chào các bạn nhé. Thì cơn mưa to quá đen kịt kìa, về chắc là nếu có làm tôi phải bê vào trong nhà tôi làm, trong máy tôn làm.